có cái hình ảnh là có thù phải trả mới là quân tử, mới là anh hùng. Nhưng hôm nay mình học Phật thì nó lại ngược lại. Có thù mà không trả mới là anh hùng, chứ trả là bình thường. Thí dụ như người ta gây phiền não cho mình, mình phiền não lại là chuyện bình thường. Người ta gây khó chịu, mình khó chịu là chuyện bình thường. Người ta gây cho mình sân hận là chuyện bình thường. Nhưng mà người ta gây cho mình phiền não mà mình không phiền não thì mới là người đáng khen. Người ta thiện với mình thiện với họ là bình thường. Người ta không thiện với mình vẫn thiện với họ thì đó mới là người tu. Vừa rồi trên mạng xã hội nó có xảy ra cái trường hợp một cái vị lạc ma mà bị cái cô gái đó hiểu lầm, mình tạm gọi gì hiểu lầm, có trách lầm. Nhưng mà rồi cái vị sư này cũng không phân bua, không phản kháng. Nếu cô cho tôi có lỗi thì tôi xin lỗi. Thì trên đó nhận định rằng đây là một cái vị mà tạm gọi là đúng với cái pháp nhà Phật. Có nghĩa là người ta tốt với mình tốt lại với họ là chuyện bình thường. Nhưng mà giờ người ta không tốt với mình, người ta gây phiền não cho mình vẫn tốt với họ thì đó mới là người tu. Đúng với câu chúng tôi nói là hãy ai là những người con Phật phải thức tỉnh thức thời, sống trong cơn buồn thận cũng vui, sống trong cảnh ngược dòng cũng thích. Cơn hoạn nạn thì sống theo hoạn nạn, lúc an nhàn thì sống cảnh an nhàn, thì lúc bây giờ mới đứng nơi đâu cũng thấy tâm an. Đó, ở nhà cũng an mà đến chùa cũng an. Còn mình ngộ lắm, đến chùa thấy cái tâm mình nó mát chút, khỏe một chút, mà ở nhà thấy nó sao bực bội nóng nảy. Thường thì khi mình về nhà thì cái tâm mình dễ sân si lắm. Chúng tôi có một số người quen hay nói rằng là không hiểu làm sao khi mình đi sang nhà người bạn á, sang nhà người bạn mình á, lỡ mà đứa con của người bạn mình mà làm gì sai á, cái người bạn mình chịu không nổi á, kiềm chế không được cái nóng lên la cái đứa con. Mình là cái người khách á, mình đến cái mình thấy vậy cái là mình sao? Mình khuyên hay lắm. Nói thôi chị ơi, bỏ qua đi, nó còn nhỏ mà, từ từ rồi dạy. Chị nóng nảy làm chi, sân si làm chi, rồi tăng xong tiểu đường, rồi huyết áp, rồi tai biến, rồi chết vợ. Khuyên người ta, nghe ta sợ. Nó sợ. Cái người bạn mình á, được mình khuyên cái bớt nóng liền. À, thấy cũng có lý. Con cái mà nó phạm lỗi nhiều lắm. Thì thôi, mình là người mẹ thì mình cứ bao dung tha thứ, rồi từ từ rồi mình uống nắng dài. Cái người cứ khuyên vậy. Nhưng mà ở nhà người ta thì khuyên hay đó, nhưng mà về nhà mình mà con mình mà lỡ cái làm gì sai, trời ơi, tam bành lục tặc lên, nổi sân lên. Cái trường hợp này chúng tôi hay nói một câu là tu dùm thì giỏi, mà tu cho mình thì dở. Mà lạ một cái là không biết từ đâu mà mình tu dùm giỏi lắm. Mà tới phiên mình thì lại không tu được. Vì vậy chúng tôi hay nói vui là tu chùa, tu chợ, tu nhà, tu đâu cũng được, miễn là có tu. Khi tu thì phải ra tu. Chứ nhiều khi mình tu miệng thì nam mô, nhưng mà lòng mình nó không phải là một cõi bồ đề, mới là một bồ dâu găm là chết. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn là chúng tôi phải nằm ở trong cái trường hợp là ở ngoài mình vui,
ở trong mình cũng phải vui. Có bốn cái trường hợp. Có những cái người ở ngoài họ ráng tạo cái bề ngoài ra vẻ là mình rất là an nhiên, rất là tự tại, nhưng mà trong lòng của họ như lửa đốt vậy đó. Cho nên mới có một câu là miệng ta cười, ai biết lòng ta khóc đó. Mắt ta vui, ai biết dạ ta sầu. Trời không lạnh sao lòng ta buốt giá, mà phố đông người sao ta cảm thấy cô đơn. Bên ngoài thấy họ rất là niềm nở vui vẻ, rồi riết cái có một người, một số người họ thấy vậy họ mới nói là những người mà hay cười là những người đó họ mượn cái nụ cười để họ che lấp cái sự đau thương. Không biết đây có không, có những người vậy. Nó có ba cái lẽ sống. Cái lẽ sống thứ nhất là lấy mình làm trọng. Có nhiều người họ tự xem họ là giống như là cái trung tâm của vũ trụ. Tất cả đều là lấy bản thân họ làm trọng. Thế là họ thể hiện, họ thể hiện cho mọi người thấy rằng là bản thân họ rất là quan trọng, là giỏi giang. Bắt đầu sanh ra cái bệnh là nổ. Để rồi nó có một câu nói là khả năng thì giới hạn, mà lựu đạn thì vô biên, nổ dữ. Nhưng mà có một số người thì họ lấy đời làm trọng mới ghê. Là họ nhìn đời để họ sống. Tức là người ta xu hướng của đời như thế nào, những cái sự kiện xảy ra ở trong xã hội này hiện nay nó đang ở cái góc, cái sự kiện nào mà hot, sự kiện nào mà gây tiếng vang lớn, bắt đầu họ bu theo, đu theo, là đu trem theo, cũng thể bắt chước theo gì vậy đó. Tức là cứ xem thời cuộc như thế nào để mà chạy theo. Thì cái trường hợp này chúng tôi hay nói đùa rằng là ngu cũng chết. Trường hợp thứ hai là khôn cũng chết, chứ không phải mà bu theo mà xu hướng đâu. Chỉ có cái người thứ ba là lấy pháp làm trọng. Lấy pháp làm trọng. Pháp đây là những cái lời dạy của Đức Phật, nó có cái công năng chuyển hóa từ khổ đau đưa đến hạnh phúc. Đó là lời dạy của Đức Phật. Mà chúng tôi hay nói vui rằng kể cả cái ngọt ngào trong tình yêu, nếu không có pháp thì cũng mệt. Tình yêu hai tiếng ngọt lành như trái cây chín trên cành nâng niu. Tình yêu say đắm bao nhiêu nếu không có pháp như diều đứt dây. Cho nên hôm nay chúng ta có duyên lành được đến chùa Tam Bảo để sám hối theo thông lệ, và chúng ta được nghe ngày pháp. Và nghe pháp là được Đức Phật ngài xếp trong bốn điều khó. Khó gì? Khó được. Như học kinh Nguyên Thủy, chúng ta có nhớ Đức Phật dạy bốn điều khó được không? Điều thứ nhất là gì? Kicho manusapatilapho, là được sanh làm người là khó. Kichang macha na chi vi tăng, được làm người sống lâu là khó.
Rồi kích chăng sát tham mát sa quan năng, được nghe chánh pháp là một điều khó. Kích chô bút tha nó múp ba đô, được gặp Phật ra đời là khó. Sanh làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu trên đời. Được nghe chánh pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật ra đời khó thay.